chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và quay lại quay lại kênh của tôi. Hôm nay giới thiệu về anh em về chiếc hồ vô 4 chân, khẩu nguyên chiếc, cabin V7G, động cơ 380. Nhíp quang đôi với 12 lá nhíp. Thấm câu dầu. Hệ thống cầu AC 5.45. Hệ thống sắt xi lồng. Đấy, 10 thành 8. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Silochak Trung Quốc về đời 2021.